Cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An năm 2023 do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đã thành công, đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Từ 128 hiến kế đã chọn ra 10 hiến kế của 10 tác giả để xếp hạng và trao giải vinh danh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đề xuất thực hiện phù hợp các hiến kế đạt giải đưa vào nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội, kiện toàn bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, cần nghiên cứu vận dụng các hiến kế đưa vào hoạt động giám sát, thẩm tra, đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp, hiệu quả, hướng đến xây dựng quê hương Long An giàu mạnh, người dân vui vẻ hạnh phúc, xã hội an toàn văn minh, chính quyền trong sạch vững mạnh.